Vương Âu khiến Dương Mịch Lưu Khải Uy đổ vỡ và sự tính toán của hồ ly bị ghét nhất si bít. Vương Âu mỹ nhân trà xanh đã khiến cho cuộc hôn nhân của Dương Mịch Lưu Khải Uy đổ vỡ. Kể từ thời điểm đó, từ một diễn viên tiền tuổi lẹt đẹt, Vương Âu vụt sáng theo cách chẳng ai ngờ, nhưng điều này cũng khiến cô mang danh Tuesday trong suốt khoảng thời gian dài. Thế nhưng, ít ai biết được ngoài phốt đen này, nữ diễn viên họ Vương còn có đời tư phức tạp vô cùng rối ren. Tuổi thơ không hạnh phúc. Vương Âu sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, cha mẹ kết hôn qua mai mối nhưng tính cách không hợp nên thường xuyên cãi vã, tranh chấp, thậm chí là còn có bạo lực gia đình. Khi cô mới 3 tuổi, cuộc hôn nhân của bố mẹ cô chính thức tan vỡ. Bất chấp những màn khóc lóc, níu kéo của Vương Âu, mẹ cô vẫn quyết ra đi tìm cuộc sống mới cho riêng mình. Bản thân nữ diễn viên cũng chia sẻ, khi còn nhỏ tôi có khá nhiều điều oán trách cha mẹ, mãi đến khi trưởng thành mới dần dần thấu hiểu họ. Sau khi gia đình tan vỡ, cha Vương Âu chỉ chăm sóc cô 3 tháng rồi đi làm xa nhà. Từ đó Vương Âu trở thành đứa trẻ không có nơi ở cố định, hôm thì ở nhà bà nội, lúc thì sống bên gia đình ngoại, khi thì lại được gửi gắm ở nhà hàng xóm. Có lẽ vì vậy, năm cấp 2, khi bắt đầu theo học trường nghệ thuật, Vương Âu mới cảm thấy mình tìm được nơi dừng chân. Năm 15 tuổi, mẹ Vương Âu tái hôn, sinh thêm một cô con gái và đưa người đẹp về sống cùng. Thương mẹ vất vả, Vương Âu bắt đầu kiếm tiền bằng việc khiêu vũ, gánh lên vai trách nhiệm chăm sóc mẹ và em. Năm 18 tuổi, Vương Âu giành giải quán quân trong một cuộc thi sắc đẹp, ký hợp đồng với một công ty người mẫu. Có nhan sắc khả ái, khí chất nổi bật, cô nhanh chóng được nhiều người biết đến và yêu thích. Vốn là người thông minh, Vương Âu hiểu rõ ưu nhược điểm của mình. Cô biết rằng mình có ngoại hình nổi trội nhưng chiều cao 1m70, không mấy lý tưởng, khó mà phát triển dài lâu trong giới mụ điệu. Vương Âu gia nhập làng giải trí năm 2005 bằng việc tham gia các vai phụ trong phim truyền hình. Tuy nhiên, đến 10 năm sau, Vương Âu mới chỉ là diễn viên hạng B được chú ý qua vai nữ phụ trong bộ phim Làng Nhà Bảng và Kẻ Ngụy Trang. Với diễn xuất tinh tế, cô nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả và giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Hoa Đình. Dù vậy, Vương Âu vẫn mãi chưa thể vươn lên hàng ngũ sao hạng A. Trong Làng Nhà Bảng, Vương Âu đóng vai Tần Bản Nhược, thông minh, cơ trí hơn người và là mưu sĩ của Dự Vương. Vai diễn Tần Bản Nhược này đã mang lại nhiều thăng tiến hơn cho sự nghiệp diễn xuất của Vương Âu, qua đó cô cũng nhận được nhiều sự chú ý từ phía khán giả. Năm 2017, Hồ Ly Tinh bị ghét nhất si bít tham gia hàng chục dự án truyền hình với những vai diễn lớn nhỏ như Hoàng Quyền, Mãng Hoa Ký, Đại Đường Thi Thánh, Hoàng Phủ Mật Truyền Kỳ, Kỳ Tích Tiếp Theo. Bên cạnh việc đóng phim, Vương Âu còn rất đắt sâu truyền hình thực tế, Vương Bài Đối Với Vương Bài, Minh Tinh Đại Trinh Thám, chụp ảnh quảng cáo và tham gia sự kiện. Chương trình ấn tượng nhất của Vương Âu phải kể đến Chúng Ta Yêu Nhau Đi, hợp tác với Minh Đạo. Cả hai tình cảm đến mức nhiều khán giả tưởng hai người là một cặp ngoài đời. Đặc biệt, với nhan sắc thu hút, Vương Âu xuất hiện liên tục trên bìa tạp chí. Xét về nhan sắc và vóc dáng, Vương Âu gây ấn tượng mạnh với visual sắc sảo, tỷ lệ body hoàn hảo, sở hữu đôi chân dài miên man, đôi gò bồng đảo căng đầy, cô được ưu ái chụp cho hàng loạt bức hình tuyệt đẹp. Hủy hôn ngay trước thềm hạnh phúc. Xinh đẹp là vậy, Vương Âu được không ít người theo đuổi săn đón. Năm 2012, người đẹp hẹn hò với nam diễn viên Trường Qua, bạn thời đại học của Dương Mịch và Viên San San. Một năm sau, khi cùng tham gia hôn lễ của bạn bè, Trường Qua đã ngỏ lời cầu hôn và nhận được sự đồng ý của người đẹp. Thế nhưng, không biết vì sao, cặp đôi này lại chẳng thể tay trong tay tiến vào lễ đường. Nhiều năm sau, khi tham gia show truyền hình, Trường Qua chia sẻ, anh vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để làm chồng nhưng Vương Âu lại bất ngờ hủy hôn. Có ý kiến cho rằng, do ảnh hưởng từ gia đình không hạnh phúc, Vương Âu sợ hãi không dám tính tới chuyện trăm năm. Khi tham gia show truyền hình, nữ diễn viên từng bộc bạch, chúng ta không có cách nào xác định được hai người có thể mãi ở bên nhau cho đến đầu bạc răng long được hay không. Tôi cảm thấy điều này thực sự đáng sợ. Tôi không thể nào chấp nhận được hôn nhân thất bại. Scandal đọc kịch bản đêm khuya với Lưu Khải Uy. Có thể nói scandal tình ái của Lưu Khải Uy khi anh đã có bà xã Dương Mịch là bê bối lớn nhất của Vương Âu, khiến sự nghiệp cô gây dựng bao năm suýt tan tành chỉ trong nháy mắt. Cụ thể, năm 2016, đệ nhất paparazzi Trác Vĩ tiết lộ hình ảnh Lưu Khải Uy đến phòng của Vương Âu giữa đêm khuya tại phim trường Mãng Hoa Kỳ và ở đó 4 tiếng đồng hồ. Điều này khiến hình ảnh của cả hai gần như hoàn toàn sụp đổ trước mắt công chúng. Trước bố rìu dư luận, Lưu Khải Uy lên tiếng giải thích rằng anh và người đẹp họ Vương chỉ hẹn nhau để thảo luận về kịch bản. Dương Mịch cũng tuyên bố tin tưởng ông xã. Nhưng netizen đều đinh ninh cặp đôi này sớm hay muộn cũng sẽ toang. Còn về Vương Âu, cô chỉ úp mở một câu trên mạng xã hội, chẳng lẽ không thể vui vẻ mà chơi đùa được hay sao? Tuy nhiên trên mạng xã hội, netizen xứ Trung chỉ trích, ném đá và bắt đầu gọi Vương Âu bằng cái tên tiểu tam giật chồng. Mọi việc càng lên đến đỉnh điểm khi mỹ nhân gợi cảm Từ Tùng Tùng lên tiếng mỉa mai. Cũng có phải lần đầu tiên gian dối vậy đâu, chẳng lẽ lúc này còn sợ? Từ những lời nói của Từ Tùng Tùng, cộng đồng mạng phát hiện dường như Vương Âu có sở thích thả thính đồng nghiệp, kể cả những người đã có gia đình hay bạn gái. Có thông tin cho biết, khi Từ Tùng Tùng đang hẹn hò với Bồ Ba Giáp, Vương Âu có mối quan hệ khá muội với nam diễn viên này. Thậm chí khi họ cùng ngồi trên xe ô tô, mỹ nhân Lang Sa Bảng còn giới thiệu Bồ Ba Giáp là ông xã tôi. Biết được tin đồn tình cảm giữa Vương Âu và Bồ Ba Giáp, Từ Tùng Tùng tới thẳng đoàn phim quyết nói rõ phải trái với bạn trai. Chẳng bao lâu sau, cặp đôi chia tay. Điều này làm dậy lên thuyết âm mưu Vương Âu là kẻ chen chân vào tình cảm của người khác. Dường như Vương Âu rất thường xuyên dính tin đồn phim giả tình thật với đồng nghiệp. Trong một đoạn video hậu trường, netizen phải sốc đến tận óc với khoảnh khắc người đẹp đùa giỡn thân mật quá mức với nam diễn viên Bao Bối Nhĩ. Được rồi, bà xã anh đi rồi, đến hôn một cái nào. Cái kết đắng cho kẻ chân chân vào hạnh phúc người khác. Sau scandal đọc kịch bản đêm khuya, Vương Âu nhận vô số sự chỉ trích của công chúng. Sự nghiệp cũng bị chững lại ngay khi trên đà phát triển.
Với hình ảnh không mấy đẹp trong mắt dư luận, người đẹp cũng chẳng nhận được những kịch bản hấp dẫn để lật kèo thành danh. Cứ ngỡ mọi việc sẽ dần chìm xuống theo thời gian thì ai ngờ. Sau đó Vương Âu lại tự đóng vai nạn nhân, khóc lóc rồi lại chia sẻ rằng vì không có ekip nên cô mới không kịp thời đáp lại tin đồn, không hề chen chân vào gia đình người khác. Điều này khiến nữ diễn viên bị gắn mác trà xanh, thảo mai trong suốt thời gian dài. Đến năm 2018, Dương Mịch và Lưu Khải Uy chính thức tuyên bố ly hôn. Vương Âu cũng trở thành kẻ tội đồ trong mắt người hâm mộ của cặp đôi này. Netizen cho rằng tới nay, Vương Âu vẫn nợ Dương Mịch một lời xin lỗi. Giờ đây ở tuổi 38, Vương Âu cố gắng giữ gìn nhan sắc và vóc dáng, vậy nhưng cô vẫn chìm nghỉm giữa rừng mỹ nhân trẻ tuổi. Sự nghiệp của cô cũng chỉ trẻ suốt mấy năm qua vì bê bối đời tư. Điều đang nói so với Dương Mịch, Vương Âu được đánh giá là hoàn toàn không có cửa để so sánh. Từ sự nghiệp, hợp đồng đóng phim và quảng cáo lẫn hình ảnh, nhan sắc, độ phủ sóng trước truyền thông. Mới đây, Vương Âu tham gia show truyền hình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2 với mong muốn hâm nóng tên tuổi, tẩy trắng bản thân. Tiếc thay cô lại chẳng nhận được sự ủng hộ của khán giả truyền hình, thậm chí còn bị lên án, lôi lại scandal ngoại tình năm xưa để chỉ trích. Dường như, con đường lấy lại tên tuổi của Vương Âu vẫn còn rất xa xôi.